sư nói sức khỏe bình an chúng sanh dị độ để tu học trên con đường giác ngộ giải thoát, cũng như để tạo điều kiện giúp cho Phật tử thập phương gần xa ngày xuân về đến đó sau một ngày năm mới được được an lành hạnh phúc, cũng đồng thời không quên đó tất cả những người mà tôi Phật tử đã yên tâm hồi sức hôm nay về với đây, cũng đồng thời cầu tất cả mọi năm được Phật tử sức khỏe gia đình và hạnh phúc cho năm mới, một công việc của Phật tử về cuộc sống thành tựu vô ý, cũng như những chức tận tài hiện nay cũng đã dâng lên những người phương tâm bảo, cũng như tiền tiền như xin tiền tiền của chúng ta đây có chức tận thành tài văn cúng mong cho như sư trụ trì cũng như như chúng ở đây đây chuyển tri và chứng minh cho nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô công đức tâm bồ tát ma ha tát. Dạ nam mô a di đà phật. Chúng con đã chuẩn bị sẵn.
cho phép chúng con được có đôi lời kính mừng Thánh Đế và con thỉnh cho con đức an toàn lần này. À, tôi mời các Phật tử quý vị ngồi thoải mái nha. Như là Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Phật chư tôn tỉnh đức, sáng hôm nay tại đạo tràng quý vị thị hòa chúng con có niềm vui nào hơn, hạnh phúc nào cho bằng, bởi vì thầy đã đến đêm tình thương tại hải cho chúng con ghi nhớ mãi ngày sau. Bước chân đi là ánh sáng đạo từ, làm thanh thản lòng người trong nhân thế. Chúng con vẫn biết rằng trong những ngày đầu xuân với bao công tác Phật tử tại trụ xứ, nhưng mà chúng tôi tỉnh đức đã tạm gác lại tất cả vì tư tưởng và lo lắng cho hàng quý học chúng trẻ của chúng con nơi đây, mà thầy đã hướng dẫn quý nam nữ Phật tử trên chuyến đường hành hương góp nhặt tình tài phẩm Phật về tới đạo tràng của chúng con. Một nén tâm hương, một lời cầu nguyện cho đạo tràng luôn được tâm thành, tăng chúng luôn tinh tấn tu hành. Với tấm chân tình ấy, chúng con chỉ biết hướng về mười phương chư Phật, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn tịnh đức trong năm mới luôn được dồi dào sức khỏe, Phật sự viên thành, chúng sanh dị độ, và quý ngài sẽ mãi mãi là con thuyền thanh lương lèo lái con thuyền chánh pháp để đưa đạo hậu học chúng con và tất cả chúng sanh nương tựa trên con đường vượt sông mê tìm về bờ giác. Chúng con vẫn biết rằng sự hiện diện của chư tôn đức chỉ trong giây lát thôi, nhưng là niềm khích lệ vô cùng lớn lao đối với đi chúng trẻ của chúng con nơi đây trong việc tu cũng như việc học. Chúng con xin nguyện sẽ cố gắng tiến tu đạo nghiệp để đền đáp công ơn của chư tôn tịnh đức và tất cả chúng sanh trong muôn bộ. Giờ này trước thềm xuân mới, đại diện liên học chúng quý vị thị hòa chúng con xin được đê đầu đảnh lễ mừng thánh tế chư tôn tịnh đức tam bái. Nhân ơn đảnh lễ để có được cơm ăn áo mặc, quý Phật tử
giao mà chương đệ đã hiến đi phần ăn, có khi phần chi tiêu của gia đình góp nhặt tịnh tài vật vật để trở về nơi đây, cũng như tam bảo trợ duyên cho quý cô được an tâm trong đời sống tu học. Thưa quý Phật tử, tấm chân tình ấy cô rất là xúc động. Cô xin mạng hội Đại Lao Chư Ni Trưởng cũng như Chư Tôn Tịnh Đức Ni nơi đây rất là cảm ơn quý Phật tử và tán thán thâm khen công đức cũng như hạnh lành mà Chư Thánh Đệ đã làm. Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh gia hộ cho quý Phật tử nương nhờ công đức cũng như ngày hôm nay mà đời đời kiếp kiếp, dù quý Phật tử mình sinh ra ở bất kỳ nơi đâu cũng đầy đủ duyên lành được làm con người, được gặp Phật pháp và đầy đủ cơ năng áo tâm. Thưa quý Phật tử, bởi vì sao? Bởi vì làm được con người rất là khó, như chưa đẹp. Ngày hôm nay mình được làm con người, được gặp Phật pháp là quý Phật tử phải biết rằng đã nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã gieo những hạt giống thiện giống lành trên mặt đất của tam bảo, cho nên quý vị hãy trân trọng khi ta có được con người làm được việc thiện, việc làm nào dù nhỏ quý vị cũng cố gắng đừng để cho nó trôi qua, bởi vì thời gian trôi qua không trở lại bao giờ mà kiếp sống con người cũng vội vàng trôi qua, cho nên quý vị phải cố gắng và cố gắng thật nhiều. Ngày hôm nay mình vui xuân trong thế gian, nhưng thưa quý Phật tử, trong lòng mỗi người con Phật luôn có một mùa xuân di lạc, đó là mùa xuân khi nào quý Phật tử mình tu tập cảm thấy trong lòng có được niềm vui, niềm an lạc, mặc cho cuộc đời đầy phong ba bão táp, nhưng người Phật tử tại gia luôn nở nụ cười trên môi thì đó là mùa xuân di lạc. Và ngày hôm nay gặp gỡ Phật tử ở đây, cô rất là vui và cầu chúc cho đệ luôn luôn được giàu sức khỏe, và điều quan trọng là quý Phật tử phải giữ vững niềm tôn kính của mình với tam bảo để đời đời kiếp kiếp quý Phật tử sinh ra nơi nào mình cũng được gặp Phật pháp quý Phật tử nha. Về chùa quý Phật tử phải kính Phật trọng tâm vâng lời quý thầy cô dạy để mình áp dụng vào đời sống của mình, và tự mình phải tu tập nhưng để đi mong phải cố gắng, con đường mình đi sẽ không ai đi được mình được, vì rằng Đức Phật nói ta chỉ là người chỉ đường chứ không thể nào đi nhìn Đức Phật tử được. Và hôm nay trong đạo tràng của Phật tử, cô nhận thấy chương đề cũng đã lớn tuổi, cũng có vài người có bạc rồi, thôi thì quý Phật tử hãy buông bỏ từ từ để cho con cháu mình cũng làm, có thể lo được phần ha, để mình có một chút ít tư lương mai này mình về với cõi Phật Di Đà. Cuối lời cô cảm ơn tất cả Phật tử và cầu chúc cho đệ một ngày thành hương được thượng lộ bình an và gặt hái được những thành công tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này con kính tịnh Chư Tôn Đức trở về khắp đường để nghỉ ngơi và dùng bữa cơm trưa thân mật cùng thiện hòa chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử còn thời gian, quý vị lên đường trên xin nước vị sư để bố nha, rồi sau đó huynh đệ trở về các trên đường để dùng cơm. A Di Đà Phật. Còn huynh đệ đứng thêm dây hai trên đường, dạ lòng năm giờ mười, bốn năm mười.